Kính thưa đồng bào quý mến, đây là khuôn mặt Thiên Chúa Giêsu. Thánh Gióng đã trình bày trên 3 năm nay. Và đây là khuôn mặt những anh hùng chiến sĩ đã hiện ra và nhiều phép lạ quan trọng và vĩ đại cảnh báo nhân loại về việc tận thế đang bắt đầu xảy ra. Và đây là tin vui vĩ đại, tin mừng vĩ đại, bởi vì học ân của Thiên Chúa Giêsu đến để cứu rỗi nhân loại, những ai ước ao được sống đời đời kiếp kiếp tràn đầy ý nghĩa. Hạnh phúc chung vui cùng càng khôn. Có những lúc chúng ta quan tâm lo lắng về ngày tận thế. Tuy nhiên, nếu chúng ta là những người ước ao được sống đầy ý nghĩa và tồn tại mãi mãi, thì đây là niềm vui vĩnh cửu và vĩ đại nhất của sự sống. Tuy nhiên, khi tận thế bắt đầu xảy ra thì sẽ có sự sàng lọc. Vì đúng là đúng mà sai là sai, nóng là nóng, lạnh là lạnh, trắng là trắng, đen là đen, đỏ là đỏ, xanh là xanh. Đồng bào để ý đèn đỏ, đèn xanh, đèn vàng. Đèn đỏ là biết như thế nào rồi. Mà vượt đèn đỏ là kẻ như bị tích kịch hoặc là lơ mơ, xe đụng chết. Chết mình mà chết người khác nữa. Còn đèn vàng là gì? Warning, cảnh báo. Kính thưa đồng bào quý mến, bây giờ không phải là đèn vàng nữa, mà sắp sửa bật qua đèn đỏ rồi. Tức là có thể bật qua đèn đỏ any giây phút, bất cứ lúc nào. Bởi vì nhân loại chúng ta đang ở đoạn cuối đường hầm, và chúng ta không có ánh sáng, mờ mờ, áo áo, quờ quạng, xồm xoàng, lão xạo, bố láo bố liếu, tham sân si, xỏ lá bao que, sọc dưa cà chớn mất dạy, bề ngoài bon chen chụp giật bốc hốc quờ quạng. Đó là những ánh sáng của con người chúng ta gây ra chứ không phải là tác tạo. Đúng không? Và chúng ta không thể giải quyết được. 7 tỷ người, trên 7 tỷ người ở quả địa cầu này bây giờ, tức là nhân loại đông nhất kể từ lúc mà xuất hiện con người đến bây giờ. Bây giờ là thời điểm mà nhân loại đông nhất. Đã vào tưởng tượng đi, 1.000 năm nữa số dân quả địa cầu này sẽ bao nhiêu. Thí dụ sống tới thêm 1.000 năm nữa đi, bởi vì đối với Thượng Đế đó, một ngày của Ngài, của Thượng Đế thì bằng 1.000 năm của chúng ta đây nè. Vì Ngài là Thượng Đế mà, Ngài muốn kéo giãn sao được quyền của Ngài chứ, đúng không? Đồng bào nghĩ là trái đất này sẽ có bao nhiêu người? Mình em thí dụ 1.000 năm thì xa quá, nhiều quá. 100 năm tới thôi, đông lắm. Và nhân loại đang bế tắc, vòng khí quyển bao xung quanh quả địa cầu bị lủng rồi. Vì chúng ta bằng phá phách quá, con người phá phách quá. Rồi cái giới mà giàu nghèo hai bên cái hố sâu nó quá sâu. Cái bọn giàu có tham sân si, bủng xỉn, hung dữ, ác độc, ích kỷ, kiêu ngạo. Đa số chúng đó là
gây ra biết bao nhiêu tội ác. Ai? Chúng nó là ai? Chúng nó là cũng là con người chúng ta, cũng là nhân loại, cũng là đồng loại với chúng ta. Nhưng mà họ đã đi quá trớn bởi lòng tham không đáy của chính họ. Đồng bào biết, mà lòng tham là cái gì mà, đúng không? Bao nhiêu cũng đủ hết. Bằng chứng là cái này, cái test nè. Bấy lâu nay Thánh Gióng kêu gọi đồng bào nhập cuộc, mời gọi theo lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Thế mà đồng bào đâu 99.9999% đồng bào không, chưa ai nhập cuộc hết. Rồi bởi vì đồng bào còn lo đông những cái túi tham không đáy, lo đông những cái ham muốn, thích và muốn, đông vô những cái túi tham không đáy, cái kho tàng không đáy của mình á. Thành ra đồng bào mắt quờ quạng, không nhìn thấy những hình ảnh này, không nhận thức được những cái sự kêu gọi của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Bảo Thánh Gióng mời gọi đồng bào làm những việc vĩ đại để được lãnh nhận những phần thưởng vĩ đại, không bao giờ hư mất đời này và mãi mãi sau này. Thế mà đồng bào không nhập cuộc, lo đông đầy những cái túi tham không đáy, rồi mất tất cả. Tại vì chính cái bản thể mình còn giữ không được, mà làm sao mình có gì mà giữ được? Có 1.000 cũng có 2.000, có 10.000 cũng có 20.000, có 1.000.000 cũng có 2.000.000, vân vân và vân vân. Cái thích chứ muốn, thích chứ muốn. Chết, chết, chết cả linh hồn, chết cả đời này và nhiều đời sau này. Khủng khiếp lắm đồng bào ơi. Thánh Gióng đã trình bày rồi. Thế thì bây giờ đồng bào quyết định đi, nhập cuộc. Địa chỉ trên màn hình. Thỉnh xí đi nhà, thỉnh hình ảnh Chúa Giêsu, hình ảnh ông bà tổ tiên chúng ta, hình ảnh sư tử nhà Giuđa, hình ảnh những anh hùng chiến sĩ hiện ra, phụ giúp Thánh Gióng làm phép. Cha Trời kêu gọi, cái việc rất dễ làm, thế mà đồng bào không làm, chưa làm. Thánh Gióng hy vọng đồng bào hãy làm đi, hãy làm đi. Make sure để được cứu rỗi, make sure để được sống với thế giới thiên loại. Bằng ngược lại á, thì sẽ bị thiêu đốt sau khi chết, cái linh hồn bị thiêu đốt đó, và có thể sẽ sống với súc sinh. Cái chuyện đó không phải chuyện của Thánh Gióng. Cha Trời quyết định và đồng bào quyết định cùng Cha Trời. Thánh Gióng chỉ nhắc nhở trong tình thương yêu. Thượng Đế bảo Thánh Gióng nhắc nhở qua sự cầu bầu của ông bà tổ tiên thánh thần Phật Việt chúng ta, cầu bầu cùng Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, và Ngài chấp thuận và chấp nhận cho phép Thánh Gióng tái lâm, giáng lâm, tái thế một lần nữa để mà nhắc nhở đồng bào nhân loại lại sám hối và đáp lại lời mời gọi của Cha Trời Giêsu, ngõ hầu chính mình và gia đình, con cái cháu chắt mình được cứu rỗi đời đời kiếp kiếp. Hãy làm bổn phận của mình gấp, quyền quyết định, quyền tự do của mỗi chúng ta. Địa chỉ trên màn hình. Đó là cách mà thực tế nhất giúp Thánh Gióng để thông báo tin mừng vĩ đại này đến cho tất cả nhân loại, cũng như gửi CD nhạc tĩnh tâm đến cho tất cả nhân loại, gửi sấm điển quan trọng của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đến cho tất cả nhân loại. Mỗi gia đình cần phải có những hình ảnh này để nhắc nhở, cũng như những lời dạy bảo của Thiên Chúa Giêsu, để chúng ta cùng nhau học hỏi và thực thi theo những điều chỉ dạy của Ngài, để rồi chúng ta nhiều người được cứu rỗi. Bằng ngược lại, những ai chối bỏ Thiên Chúa Giêsu thì sẽ bị quỷ Sa-tan bắt làm nô lệ, cũng như những ai chối bỏ lời mời gọi của Thiên Chúa Giêsu thì những kẻ đó sẽ mất hồng ân của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Nhiều đời nhiều kiếp,
lâu lắm, khủng khiếp lắm. Thế thôi. Kính thưa đồng bào thượng mến, nhớ làm bổn phận của mình.